Đồ Bất Hiền kính chào quý vị. Hôm nay kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu bức tranh lễ hội dân gian Việt Nam, và lúc này đang là 8 giờ 30 phút sáng ngày mùng 10 tháng 4 năm 2017. Thì Đồ Bất Hiền báo cáo quý vị là đây là bức tranh với kích thước là cao 1m35 và dài 2m35. Và chất liệu của nó là bằng tranh là ghép bằng gỗ lát, tức là đến 95% là gỗ lát. Là tất cả những cái màu sắc quý vị nhìn thấy ở đây là không phải là sơn mài hay là cái gì, mà chính là màu của vân gỗ. Tuy nhiên là hầu hết là gỗ lát, nhưng mà một vài những chỗ mà quý vị thấy nó sáng vàng như kia là chỗ đấy chính là gỗ mít. Và những cái chỗ màu đỏ thì là đôi khi là gỗ chắc hoặc là gỗ hương hoặc cẩm lai. Thế còn những chỗ cũng có những chỗ một chút là có gỗ mun, nhưng mà đây đến gỗ lát là chiếm đến 95%, cho nên chúng tôi gọi chung là tranh ghép gỗ lát, bởi vì chỉ có gỗ lát mới có được những cái màu sắc uyển chuyển, những cái áng vân mây tuyệt sắc như thế này. Đây quý vị nhìn thấy đây, vân của nó thì không còn gì mà tả được. Nhưng tất nhiên ở cái khéo của cái người thợ làm là uyển chuyển sử dụng, ví dụ những cái núi là dùng cái vân sẫm, mà những cái vân mây thì lại là sáng, thậm chí là những cái áng vàng rất là đa dạng và ngắm sẽ không bao giờ chán, bởi vì đây là dùng chất liệu thiên nhiên để mô tả đề tài thiên nhiên, cho nên quý vị nhìn thấy nó rất là sinh động. Tuy nhiên là đôi khi ở những cái lá cây hay thành quách là đôi khi cũng phải một vật vẽ một vài đường nét nhỏ vào trong, nếu không thì nó sẽ không rõ được hình mái ngói hay là một vài cái chi tiết lá cây. Hoặc là đây quý vị nhìn đây là, còn đây là cái đề tài này mấy lần tôi giới thiệu rồi, thì nó chính là lễ hội dân gian Việt Nam mà lấy cái phông chính là Đền Hùng. Vừa rồi nếu quý vị mới đi về dự cái lễ giỗ tổ Hùng Vương thì quý vị thấy là đây chính là cái cổng lên với cái bốn chữ Cao Sơn Kinh Hành ở trên, ở cái phần cổng chính đây, và dịch lên trên là đền thượng, trên cùng chính là đền thượng ở chỗ kia, đền thượng đền hạ rồi giếng ngọc vân vân, tức là tượng trưng như vậy. Còn ngoài ra thì với những cái phần phụ họa kèm theo như là có lễ rước kiệu này, rồi múa rồng này, rồi thì rước ngựa hay là kéo co đánh trống vân vân, rồi các chị em là hát xoan hay hát quan họ ở đây, rồi các bà các mẹ đi lễ, rồi trẻ con thì chơi đùa rồi đu quay vân vân. Nói chung là nó rất nhiều trò dân gian, và cái tổng thể chung thì chính là cái cảnh núi non hùng vĩ trời mây non nước. Và cái ý của nó là chúng ta thứ nhất là được ngắm cảnh thiên nhiên, thứ hai là ngồi dưới bóng tổ chúng ta cảm thấy rất là ấm áp và thấy là thanh thản, cho nên là cái ý nghĩa của bức tranh cũng như là tổng đề tài là mọi người rất là ưa chuộng. Tôi xin nhắc lại là kích thước bức tranh là cao 1m35 và dài là 2m35. Và trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu hai bức tranh, hai bức cùng kích thước như vậy. Bức ngoài chúng tôi đặt mã là T20 và bức trong sẽ là mã số T15. Bức ngoài bức lễ hội dân gian và mã số T20. Vì cái này là theo ký hiệu của chúng tôi đang quay đây theo yêu cầu của một khách hàng, anh ở phố Tam Trinh có cái đuôi số điện thoại là 68. Thì anh vừa mới điện lại tôi xem cho tôi là đợt trước anh cũng qua đây cùng với người nhà mua bộ ghế, thì có vô tình là ngắm bức tranh này và thấy rất là ưa thích. Nhưng bây giờ mới tìm được cái chỗ mà phù hợp để có thể là treo thì anh cũng muốn là xem lại một lần nữa, thì với quyết định là có lấy hay không. Như vậy là cho lúc này thì cái tranh này vẫn đang là tự do và chúng tôi đang quay cho quý vị xem, nhưng trong cái đó là trực tiếp theo yêu cầu của một khách hàng anh ở Tam Trinh, và đây chính là bức lễ hội dân gian mang mã số T20. Và bây giờ tôi sẽ lật ra để quay cái bức bên trong, tất nhiên là góc quay nó hơi hạn chế tí vì là đây bên trong là bức Vinh Quy Bái Tổ, có
ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Bức này quý vị nhìn thấy nó sáng màu hơn. Và cái cảnh vật thì là nó thoáng, nó không nhiều chi tiết như là cái bức lúc nãy. Và cái phần chính thì vẫn có là ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Cái bức Vinh Quế Tổ chúng tôi làm đề tài tranh khảm là làm rất là nhiều. Còn cái tranh mà ghép gỗ lát này thì cũng làm ít hơn. Và lúc này trong cửa hàng thì đang còn một bức đằng sau, đặt mã số là T15. Theo gợi ý của bác ở Tam Trinh, bác muốn xem cả hai bức. Bác mô tả đúng là có hai bức ở trên tầng 2 đang dựa vào nhau, thì đây cho nên quay lại đây. Và quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số đang ở trên tường, có chữ đồ gỗ Đức Hiền thiên niên vạn đại, và dưới là số điện thoại 0984 666 999, hoặc là Viber Zalo với số 0967 666 111. Và những bức này để đây cũng mấy năm rồi, nó rất là bụi bặm. Còn trước khi giao cho quý khách thì chúng tôi sẽ phải lau lại cẩn thận. Thực ra là trước khi quay phim chính ra là phải lau lại rất sạch, nhưng mà do là lực lượng thợ ở đây cũng không đủ, còn đang dồn tất cả vào để đang đánh những cái hàng đang nợ khách, cho nên là cũng hơi lôi thôi một tí, mong quý khách cũng thật là thông cảm. Những gì sự thực thì nó rất là chất lượng, nhưng mà nó cũng hơi không được hào nhoáng cho lắm, thì mong quý vị cũng thông cảm cho đồ gỗ Đức Hiền. Và trước khi dừng thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khách, và tôi lìa máy nhẹ nhàng để quý vị cảm nhận hết tất cả những cái nét thiên nhiên ở trong bức tranh thông qua những cái áng vân mây của gỗ lát tuyệt sắc. Xin chào tạm biệt quý vị.